Thưa quý vị, trong nuôi chim bồ câu thì tỷ lệ sinh sản của chim sẽ tỷ lệ thuận với lợi nhuận thu được. Thế nhưng thông thường thì chim bồ câu lại sinh sản khá thấp, do đó khó có thể có được nguồn thu nhập cao đến từ loài vật nuôi này. Tuy nhiên, tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang lại có một người nông dân làm được điều đó nhờ những bí quyết ít ai ngờ tới. Bí quyết đó là gì thì mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục Mách nhỏ nhà nông sau đây. 5.000 cặp chim bố mẹ, hơn 7.000 con chim con. Và mỗi tháng cho ấp nở từ 8.000 đến 10.000 trứng cung cấp ra thị trường. Đây chính là số lượng chim bồ câu mà anh Nguyễn Văn Hoàn ở xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang sở hữu. Tức là cái chim nếu nuôi theo cách thông thường ấy, thì chúng ta chỉ đạt được 50% là như dân nuôi. Là thông thường như nuôi như mình, kỹ thuật mình nuôi thì sẽ đạt tới 70-75%. Mà có thể đạt đến 80%. Tức là về cái nứa thì có thể là lấy những con người ta để đẻ suốt một tháng, có thể đẻ tốt, có thể đẻ được 3 lần trứng. Ta ngày mà ta lấy trứng đi thì ta chỉ chăn tiếp chỉ tầm một độ nào nhanh tầm 9 ngày và 10 đến 12 ngày thì trung bình nó rơi tầm 12 ngày nó lại đẻ tiếp. Như vậy, anh Hoàn đã áp dụng bí kíp riêng để tăng năng suất cho đàn bồ câu của gia đình mình. Anh chia đàn bồ câu bố mẹ ra làm 2 đội. Đội thứ nhất là đàn chim bố mẹ chuyên đẻ trứng sẽ làm nhiệm vụ đẻ trứng liên tục, cứ 10 đến 12 ngày đẻ một lần. Đội quân này sẽ làm việc như vậy từ 3 đến 4 lứa trứng, kéo dài trong khoảng 30 đến 40 ngày. Đội thứ hai là đàn chim bố mẹ chuyên nuôi con sẽ làm nhiệm vụ ấp trứng và nuôi con trong một lứa. Thời gian cũng kéo dài từ 30 đến 40 ngày. Hết một chu kỳ gần 2 tháng như vậy, hai đội chim bố mẹ này sẽ luân chuyển công việc cho nhau. Đàn thì mình để nuôi cho nó ấp ấy, thì nói chung là mình tính là 40% nuôi con rồi thì còn 60% cái đi đẻ thì sau đó 10 ngày sau lại đẻ tiếp, thì trong đó mình cho nó đẻ 4 đến 5 nữa thì mình lại nâng chuyển để cho nuôi con. Đợt nữa là thứ năm là ra thì mình lại phải để cho nuôi con chứ mình không thể nào khai thác suốt được. Việc luân chuyển như vậy theo anh Hoàn sẽ có 3 lợi ích. Thứ nhất là luôn duy trì được đàn chim số lượng lớn, tăng số lứa đẻ trên một cặp chim bố mẹ lên khoảng từ 20 đến 25 lứa một năm. Thứ hai là luôn đảm bảo đàn chim bố mẹ không bị khai thác quá mức, sức khỏe ổn định. Cuối cùng là duy trì bản năng đẻ trứng, ấp trứng và nuôi con của chim bố mẹ. Em đang thắc mắc là tại sao anh lại cháu hai quả trứng giả vào trong kia để lấy hai quả trứng thật ra ạ? Thì mình cho hai quả trứng giả vào cho mẹ nó ấp. Đấy, để mình lấy hai quả trứng thật ra mình cho vào máy. Những quả trứng này sau khi được đánh cháo, anh Hoàn sẽ đưa chúng vào máy ấp trứng chuyên dụng. Với nhiệt độ duy trì khoảng 37,5 độ C, độ ẩm dao động từ 60 đến 70%, tỷ lệ trứng nở thành công luôn đạt tới 90 đến 95%. Thời gian ấp trứng thông thường của chim bố mẹ kéo dài từ 18 đến 20 ngày, sau đó lại tiếp tục nuôi con gần một tháng. Trong khi đó, khi cho chim ấp trứng giả thì chỉ sau khoảng 12 đến 13 ngày, anh Hoàn sẽ lấy trứng đi và ghép con chim non vào. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như hao tốn chi phí chăm sóc, thức ăn. Ấp vào cho ấp nò thì nó đảm bảo cái nhiệt độ hơn. Mẹ nó ấp thì là nguyên bản là phải là 18 ngày nó mới nở. Thì mình ấp trong máy thì mình tính toán ngày ấp ngày đẻ và mình sẽ rút đi mất mấy ngày nữa. Như thế mình rút được tầm một độ 4 đến 5 ngày. Những chú chim này mới nở cách đây vài tiếng. Chúng sẽ được ghép vào tổ với chim bố mẹ. Cách ghép chim non của anh Hoàn cũng rất đặc biệt. Những thời điểm nắng nóng như bây giờ thì ta có thể là ghép 3, ghép 4 thôi. Nếu như mai kia lúc vào thời điểm từ tháng 8 đến mát rồi, người ta phải ghép 5. Khi mình ghép con ấy, thì mình nên lưu ý là cái nhặt những cái con đồng đều nhau, ta đưa vào. Còn những con nó nhỏ hơn thì lại cho cùng với nhỏ thì sao nó không bị chèn nhau. Hiện trang trại của anh Hoàn là trang trại nuôi bồ câu lớn nhất phía Bắc. Bình quân mỗi tháng, anh xuất hơn 2.000 con chim thương phẩm cho các nhà hàng. Anh còn mang hơn 1.000 con chim giống cung cấp cho các trang trại nuôi chim ở khắp các tỉnh miền Bắc.